Edison sáng tạo tra bóng đèn với 10.000 lần thất bại. Bill Gates tạo ra phần mềm Microsoft trị giá hàng tỷ đô la. Con người làm nên tất cả phải không các bạn? Vâng, các doanh nghiệp cũng biết điều đó và xác nhận rằng tài sản quý giá nhất của các doanh nghiệp chính là con người. Là câu nói nổi tiếng của Matsushita Konosuke ông tổ của phương thức kinh doanh kiểu Nhật. Đây là câu nói mà ai cũng biết, đặc biệt là CEO và giám đốc nhân sự. Nhưng trong thực tế, các giám đốc điều hành khi điều hành doanh nghiệp, họ đã thể hiện bằng những hành động cụ thể, quyết sách cụ thể thì không được như vậy. Chính vì thế mà các doanh nghiệp luôn lao đao lận đận, khổ sở với nguồn nhân lực của chính mình. Chính vì vậy, doanh nghiệp đang rất cần có đội ngũ giám đốc nhân sự lành nghề, giỏi nghề, để giúp các CEO vững bước trên con đường tồn tại và phát triển. Đó là lý do khóa tương tác bí quyết trở thành giám đốc nhân sự 6.000 đô la Mỹ một tháng được ra đời là vậy đó các bạn. Nhằm giúp bất kỳ ai đang chọn, đang học, đang hành nghề giám đốc nhân sự hoặc các cấp quản lý hiểu sâu sắc và ứng dụng hiệu quả hệ thống quản trị nguồn nhân lực của các công ty tập đoàn đa quốc gia một cách có hiệu quả, các chuyên gia Ba Lan có trên 20 năm đảm nhận các chức vụ giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự tại các tập đoàn kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau của Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Singapore, Việt Nam. Các chuyên gia đã phỏng vấn, đánh giá năng lực cho hơn 35.000 người sẽ cùng bạn tương tác khóa học này các bạn nhé. Ngoài những kinh nghiệm thực tế, các chuyên gia còn có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân bật mí với các bạn luôn. Đó là các chuyên gia có thành tựu phát triển công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Các chuyên gia có cùng khát vọng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước nhằm giúp tăng thu nhập người Việt Nam trong tấp đầu ASEAN. Wow, người Việt Nam có thu nhập cao trong tấp đầu ASEAN. Đó là khát vọng của chuyên gia Ba Lan và chúng tôi tin rằng các bạn cũng có khát vọng như vậy đúng không nào? và khát vọng này sẽ được cụ thể hóa thành hiện thực khi các bạn được tham gia vào các khóa học tương tác thực tế, được học những kinh nghiệm thực tế một cách có hệ thống, trọng tâm nhất, quan trọng nhất từ các chuyên gia. Ngay bây giờ, chắc là các bạn thắc mắc là, đến với khóa học này, tôi sẽ được kiến thức kỹ năng gì? Trả lời với các bạn ngay và luôn, đó là đến với khóa học bí quyết trở thành giám đốc nhân sự 6.000 đô la Mỹ một tháng. Bạn, chính bạn sẽ hiểu được lý do giám đốc nhân sự có mức lương tối thiểu 6.000 đô la Mỹ một tháng. Thứ hai, bạn biết được cách làm sao đạt được mức lương này. Thứ ba, là bạn xác định được bản thân có phù hợp với nghề nhân sự hay không. Và cuối cùng là bạn sẽ được nắm rõ bạn cần làm gì để thành công. Vậy ai, đối tượng nào là phù hợp để học khóa học này? Khóa tương tác bí quyết trở thành giám đốc nhân sự 6.000 đô la Mỹ một tháng này rất cần thiết cho giám đốc điều hành, giám đốc nhân sự, các cấp quản lý và những ai làm nhân sự. Bán con chân chơi gì nữa mà không tham gia ngay vào khóa học này. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, trải nghiệm nhiều vị trí, cũng như tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp vừa và lớn, các chuyên gia Berlin đã thiết kế khóa học và luôn sẽ bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn chính bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất và đặc biệt bạn sẽ được tư tác trực tiếp với chuyên gia và bạn được tải về quy trình biểu mẫu trang luyện đến thành công trị giá hơn 3.000 đô la Mỹ. Ồ, tài liệu trị giá hơn 3.000 đô la Mỹ à? Tại sao Ba Lan lại trao cho bạn bí kíp trị giá hơn 3.000 đô la Mỹ như vậy? Tại sao lại có công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp lại dám cả gan trao công nghệ hành nghề sau nhiều trăn trở cân nhắc, ba lan quyết định trao cho, cho bạn những bí quyết kèm theo quy trình biểu mẫu áp dụng cụ thể để bạn trở thành người có thu nhập cao trong top đầu asean. đó là khát vọng là mục tiêu chính của ba lan. lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp dám làm điều này, thì ba lan cũng rất mong bạn hãy ủng hộ ba lan, hãy giúp ba lan bằng cách không chia sẻ, không phát tán bất kỳ nội dung nào của khóa tương tác này các bạn nha. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp cho các chuyên gia còn tâm huyết hơn nữa trong việc chia sẻ nhiều bí quyết khác giúp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn các bạn. Nào, chuyên gia đang cho bạn tương tác đó. Xin mời nào. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã sử dụng công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Đây là công cụ giúp học sinh, sinh viên chọn nghề, chọn trường thành công, bền vững. Giúp người đi làm có được thu nhập cao. Giúp doanh nghiệp có được đội ngũ hiệu quả và phát triển trường tồn. Công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn. Cần thêm thông tin chi tiết, mời các bạn truy cập vào địa chỉ www phú com các bạn nhé.